Thank you.
đúng rồi đúng rồi. Cô ở đâu mà giờ này? Cô ở thôn 16 ấy chị. Được cái gì? Đi hái sớm à? Đi hái sớm. Cơn bỏ bọn này đi hái từ 5 giờ và 5 giờ mà tây hái à? Mà 5 giờ mai nó cắt mẹ. Ông bảo nó đi nhà táo chứ tao đi đâu, tao tiền đi đâu. Này. Tin tưởng quá rồi cắn một phát rồi nhắm mắt vào luôn. Thank you.
Vâng. Phí đâu? Mình ăn đi khu ngoài mà. Sao khu ngoài mà? Táo mà. Không khu ngoài chưa? Ký 8.000 đây, ký 8.000 đây. Em bảy đồ mấy nhá? Thiệt không? À. Cũng lẻ lượng cái đâu này nó mình phải lão nó được. Mà bốc ngang đi sao phải lười. Bốc ngang nha. Cái răng nó mế. Bốc ngang đi anh. Đây đây đây. Bị đây rồi. Bởi vì đó. Ăn giang được cái bỏ. Cái này đây này. Đây này. 30. Chưa mà bảo cái đàn ông này trông nóng mà hốt. Không đủ tiền ngồi. 28 ngàn nha. Sát quá không đủ. Đó, thiếu chưa? Nó cướp vừa được 200 nghìn nhé. Thôi, con tơ này nữa. Không có nhá. Ngay được. Có khuyến mãi gì không? Có. Ờ, không khuyến mãi thôi. Khuyến mãi là hạt đoán rồi này. Em cảm ơn nhá. Nó vàng vàng, nó chín hả? Táo anh. Màu vàng là quả chín đấy. Vàng, chín đấy. Cái này kia hơn hả? À. Mẫu hả? Bán đi mà âm, tuyến cái mẫu để đi bán táo. Vâng, cái này 35 ký bà. Bác cứ ăn quả kiểu nào cháu thì đi.
30.000 một ký. Đấy, chị mua hai cân rồi, ăn ngọt chị mua hai cân rồi các bạn. Ngọt quá. Đi gõ mà. Để đường nào mình tay kêu qua đường cái tay mình nhà tí rồi trong con mình nói này. Đâu giờ đâu ai từ cổ đây này. Đưa thêm hai lạng nữa là tặng thêm cái nữa. Bác đúng là vâng vâng vâng. Anh ấy là năm nữa. À chứ khả năng mừng. Cơ bản không có thuốc đâu được. Thank you.
Thank you.
Ôi, bơm chó ngon thế. Gà lắc đều lắm rồi.
Ui. Con thích để chín ăn. À, nó chín lắm ngon. Ngọt. Nhưng mà nó lâu chín lắm cái này á. Bây giờ chị 2 cân nhá. Ừ, đấy, ta nó bảo phải 2 cân. Dạ, không ngon. Không chín nữa. 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 Chưa được bác Lương ơi. Chưa được à? 2 cân cũng nhiều chứ. 2 cân thì cân cho bác. Nó ngon lắm. Cái mẹ cháu cần không phải xanh giòn nữa ha. Vâng, những quả nó vàng nó không giòn. Dạ. Bắt đầu mình cho ấy vào mình xịt nhá. Cho cái gì cho rượu. Với rượu và xịt cho bác lấy nhiều 2 tí à? Không phải là đắt, bán chưa tiêu.
trong khi đó họ cười giáo ạ. Quay mấy cái rau, cái cải, cái bắp. Thank you.
thế nào?